Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đến với trang Chiến Bùi. Thì hôm qua thì cũng rất là vui khi lên ba cái sản phẩm nó khá là nho nhỏ thì đều được anh em ủng hộ rất là hay. Thì hôm nay thì em xin lên ba cây kính Ray-Ban trong cái tầm giá nó cũng rất là dễ chơi, nó khác so với lại những cái chiếc trước mà em lên rất là nhiều. Đối với các cái dòng aviator thì em còn rất là nhiều, cho nên nếu mà anh em có nhu cầu thì inbox trong Zalo của em, em sẽ tư vấn nhiệt tình. Hôm nay thì ở một cái góc nhìn khác thì có một vài chiếc nó ở trạng thái khác, đó là một cây Olym khá là đẹp và cũng khá là hiếm, mà một cây Chanel Edition và một cây wafer rất là hay, bởi vì những cái cây như thế này thì em cũng rất ít khi mua được và rất ít khi lên. Thì hôm nay thì xin giới thiệu cùng với anh em trong cái tầm phân khúc loanh quanh khoảng 5-6 triệu những cái sản phẩm như thế này. Hình ảnh thì anh em có thể inbox trong Zalo của em hoặc là xem trên Zalo, bởi trong những cái phiên mà em lên YouTube như thế này thì em đều đăng giá và ảnh của sản phẩm ở trên Zalo kết hợp cùng. Chính vì thế là những cái phiên như thế này thì em chia nó nhỏ nhỏ ra để giao lưu cùng anh em. Thứ nhất là duy trì cái tương tác ở trên YouTube, cái thứ hai là những cái sản phẩm của mình nó sẽ được đa dạng nhiều hơn. Những ngày vừa qua thì cũng rất cảm ơn anh em ủng hộ những cây kính vàng giá, nhưng mà ủng hộ như phiên hôm qua thì thật là hay quá, lên ba sản phẩm vui vui thì anh em đều giao lưu. Ở phiên hôm trước thì có hai phiên, một phiên 7 cây kính vàng, một cây 2 phiên kính vàng. Giao lưu của anh em thì cũng giao lưu được 2 cây kính vàng. Thực ra thì câu chuyện nói vui như thế bởi vì trong cái một tầm tiền kính vàng đúc mà nó loanh quanh 30-40 triệu đối với thời điểm hiện nay thì thực sự nó cũng là khó khăn trong cái việc giao lưu. Khó khăn bởi vì sao? Thứ nhất là về kinh tế, cái thứ hai là tầm hiểu biết chơi, cái độ chơi của mỗi người nó khác nhau. Cũng rất là nhiều anh em cũng có điều kiện kinh tế, tuy nhiên thì cái mà mình tìm hiểu, cái gu chơi của mình chưa đạt được tới những cái đỉnh điểm mới thì nó thực sự nó rất là khó về giao lưu, cho nên những cái kính vàng ấy, thời điểm này chắc chắn là nó sẽ thanh khoản, nó sẽ chậm hơn. Bao giờ cũng vậy, thì biểu đồ của nó cũng là hình nón mà. Những cái sản phẩm mà nó dễ chịu, nó dễ chơi như thế này thì nó ở dưới đáy nón, còn những cái kính vàng nó điểm trên đỉnh nón rồi thì nó cũng rất là khó bán, khó mua và khó bán hơn so với lại những cái sản phẩm như thế này. Điều đấy là chuyện ai cũng có thể hiểu được, câu chuyện nói vui với nhau như thế thôi. Hôm nay thì đầu tiên là em lên một cây kính Olym quả trứng, một cây kính là em rất là thích trong cái ba chiếc kính này. Hôm trước thì em cũng bán một vài cây kính mà nó là những cây Olym bọc vàng, có cây 19 triệu, có cây đẹp nhất là cây 22 triệu, rất là đẹp. Đây là một cây Olym. Cây Olym này là cây Olym mạ vàng thôi, thập kỷ 70. Rất là nhiều anh em thích chơi cái dáng Solex thì đây nó cũng Solex quả trứng, thì đây nó là cây Ray-Ban quả trứng mà cũng rất là nhiều anh em sưu tầm. Đối với lại chiếc này là mã số 1 mà em bán với giá là 6,6 triệu. Tình trạng hình ảnh rất là đẹp, em có đăng ở trên Zalo. Mắt của nó mắt G15 và cái triện của nó ở 2 điểm này, anh em có thể nhìn thấy triện BNL ở 2 điểm này. Đó. Nó thập kỷ 70 nên là cái triện của nó khác so với những cái triện ở thập kỷ 80. Thập kỷ 80 thì nó triện ở góc 3 giờ và góc 9 giờ. Đối với những cái kính như thế này mà đối với anh em mà có cái bản mặt nó rộng một chút thì đeo nó sẽ đẹp hơn. Bản mặt của em thì nó đeo aviator thì nó hợp hơn. Tuy nhiên thì đây nó cũng là một cái kính rất là hay. Size của nó thì nó khoảng size 60, loanh quanh 58 với lại 62 đều đeo ok hết. Nói chung là cây kính ở trong cái tình trạng rất là đẹp. Chuôi nó đồi mồi khá là hay. Hai chữ Ray-Ban ở hai cầu nó là đảo chiều nhau. Mắt của nó vẫn là mắt xanh đen. Chiếc này em bán với lại giá 6,6 triệu, mã số 1. Tiếp theo đó là một chiếc wafer. Chiếc này chỉ có kính, không có bao zin. Chiếc này em bán với giá là 6 triệu. Những chiếc như này là nó phù hợp với lại anh em trung niên nhiều hơn, đeo nó sẽ hay hơn. Một cái wafer rất là đẹp. Những chiếc như thế này thì trung niên đeo sẽ rất là đẹp hơn. Đặc biệt đối với những anh em mà thích chơi những cái dòng mà ví dụ như là mình mồ hôi muối chẳng hạn, thì mình đeo những cây này nó cũng rất là hay, những cây gọng nhựa tuyệt đối an toàn. Đeo những cây như thế này thì cái kính nó hơi ngả về phía trước một chút, tuy nhiên thì dáng wafer thì anh em biết rồi, nó là một trong cái dáng khá là kinh điển của những người đàn ông tuổi trung niên. Anh em thường thấy những cái người trung niên nước ngoài họ đeo những cây này rất là đẹp, mặc bộ đồ một phủi một chút thì mặc đậm chất lính hoặc là chất phủi một chút thì những cây wafer này nó rất là đẹp. Tuy nhiên là nếu mà anh em mà khéo léo trong cái việc phối đồ thì anh em có thể nhìn thấy Beckham đeo một cây wafer nó cũng khá là đẹp, mà trong cái bộ trang phục nó rất là đẹp, mà bộ vest rất là đẹp trong một buổi cậu con trai đá bóng ở nước Mỹ. Thực ra thì mỗi một món đồ chơi thì khi mình khéo léo mình kết hợp cùng với lại những cái bộ đồ của mình hoặc là nó phù hợp với lại cái khuôn mặt của mình thì thực sự cái điều đấy nó cũng rất cần thiết, bởi vì cái đấy nó tạo lên cá tính của mỗi người, nổi bật lên cá tính của mỗi người và nó nổi lên được cái gu chơi của mình, thì cái điều đấy rất là hay. Bây giờ thì xã hội nó cũng khá là phát triển, anh em có điều kiện kinh tế, nó cũng khá là nhiều người có điều kiện kinh tế thì người ta chẳng biết trong nhà mình có bao nhiêu tiền cả, nhưng mà cái mà người ta dễ thấy nhất là trên người chúng ta có những cái gì, nó thể hiện ra toát ra vẻ ra ngoài, thì khi mà anh em gặp nhau nó có những cái nhận xét nó gọi là tương đối đúng đắn. Tuy nhiên chúng ta sẽ gặp một cái rào cản, đó là người mà càng giàu thì họ lại càng đơn giản đấy, cho nên là rất là nhiều bạn trẻ khi bán hàng gặp những người đàn ông họ rất bình thường, ăn mặc rất bình thường, nói chuyện rất là giản dị, nhưng mà không nghĩ là họ rất là giàu và thường có một cái thái độ nó không được đúng đắn lắm. Thì bao giờ cũng thế, con cá mất bao cũng là con cá to. Cho nên là trong cái việc bán hàng thì không chỉ riêng mình mà nếu đối với những anh em bán hàng thì chúng ta cần có những cái nó chân thành, thì chúng ta sẽ có được những cái kết quả nó rất là tốt trong cái công việc của mình. Mình cứ yêu thích, mình cứ đam mê chân thành thì mình tin rằng là mọi kết quả nó đều tốt. Tiếp đến là một cây Chanel Edition. Một cây Chanel Edition này em bán với giá là 3.8 triệu, gọng nhựa hoàn toàn. Một trong dòng như thế này thì nó thuộc vào dạng unisex, nam nữ đều đeo được. Cây này có khi lại đeo vừa mắt, trông còn dáng đẹp hơn cả wafer đối với khuôn mặt của em thôi. Đối với khuôn mặt của anh em thì tùy. Cái dáng này thì các bạn là cái mặt của em nó không được to, đợt này thì em cũng bị giảm mất khoảng 4 cân, cho nên là mặt và cơ thể nó cũng mảnh hơn rất là nhiều, hoặc đang chiến dịch giảm cân để cho cơ thể nó nhẹ nhõm hơn. Dáng này thì anh em thấy rồi, đeo cũng rất là đẹp. Đối với khuôn mặt của em thì em thấy là đeo đẹp hơn dáng wafer. Đối với những anh em mà bản mặt to một chút thì đeo những cái wafer thì nó khá là đẹp, và đặc biệt là trung niên đổ lên thì đeo lại càng đẹp hơn. Mỗi một cái kính nó có một cái vẻ đẹp riêng và nó phù hợp với một cái khuôn mặt. Tuy nhiên thì đối với những cái kính gọng nó nhựa và cố định như thế này thì nếu mà đối với những anh em sống mũi cao một chút thì nó sẽ có một cái lợi thế riêng. Trong đeo những cái kính như này nó đẹp hơn là đối với những anh em cái sống mũi nó hơi thấp một chút thì cái ve này nó không chỉnh được, nó là cố định, cho nên là em có cảm giác là sẽ khó khăn đối với những anh em có sống mũi thấp. Và như thế thì khi mình đeo thì những cái điểm như thế này mình sẽ phải bẻ hơn một chút thì nó sẽ bám vào tai hơn. Tuy nhiên thì cái hiện tượng đấy thì sẽ làm cho anh em tạo nên cái gánh nặng ở trên cái tai của mình, cho nên là nếu mà mình có một cái sống mũi cao thì mình đeo những chiếc này nó rất là đẹp. Còn nếu mà mình sống mũi mình nó quá thấp, nó tẹt thì mình nên dùng những cái sống mũi, ví dụ như những cái con ve như này mình có thể đẩy lên đẩy xuống, nó sẽ rất là dễ để cho anh em xử lý những cái việc gọi là lỗi kỹ thuật. Vâng, xin cảm ơn anh em, chúc anh em có một buổi tối vui vẻ và hy vọng là ba sản phẩm này sẽ được đến tay anh em sớm nhất. Xin cảm ơn anh em.